mang bão trên biển Đông, cơn bão số 4 Kamuri. Hồi 13 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc, 113,1 độ kinh Đông trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật trên cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy, tối nay 6 tháng 8, bão số 4 sẽ đi vào địa phận phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đêm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc, vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ vĩ Bắc, 109,7 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là 62 đến 88 km/h, giật trên cấp 9. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, một giờ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc, 106,1 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật trên cấp 6. Trong 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 103,2 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10, biển động rất mạnh. Từ đêm nay 6 tháng 8, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9, biển động rất mạnh. Từ chiều và đêm ngày 7 tháng 8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam của hoàn lưu bão tương tác với gió mùa Tây Nam mạnh, vì vậy có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng vùng ven biển chiều tối có gió giật và lốc xoáy. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau đây. 19 giờ nụ cười tuổi thơ, 19 giờ 30 phút cùng con dẫn bước, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ hội ngộ bất ngờ, 21 giờ câu chuyện các ngôi sao, 21 giờ 10 phút ký sự hành trình theo chân Bác, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Mây Trắng Ngang Trời tập 2, 22 giờ 15 phút tình trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Một Thoáng Mộng Mơ tập 25, 23 giờ 45 phút tình cuối ngày tình thế giới tình thể thao. Chương trình truyền hình Rạng Sáng ngày 7 tháng 8 gồm những nội dung sau đây. 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Tiếng Hát Bên Sông Hàn tập 53, 1 giờ 20 phút cuộc sống quanh ta quỹ phát triển nhà ở, 1 giờ 40 phút thế giới đó đây những người chứng thực chuyện lạ, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Những Ngọn Nến Trong Đêm tập 6, 3 giờ 20 phút sân khấu chuyên đề Chèo Cổ và Nghệ Sĩ Nhân Dân Tào Mạt. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay.